chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em về một cái sản phẩm độ cực kỳ mới. Và có nhiều anh em thắc mắc là tại sao lại không hiểu là vô lăng G có lắp được cho dòng F10 hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để nói rõ hơn về cái việc mà độ cái vô lăng đời mới cho dòng F, dòng G cho dòng F. Đây là cái vô lăng nguyên bản theo dòng xe BMW F10. Đó, và mình vừa mới nâng cấp cho con xe 520 này. Cái vô lăng G30 với đầy đủ tính năng, ví dụ như là cruise control, lim và lẫy số, lẫy chuyển số tay. Em quay vào đây, lẫy chuyển số tay 1, 2, 3. Và rất nhiều tính năng, đầy đủ tính năng của một cái vô lăng M Sport đời mới. Nhưng đây là cái vô lăng M5 F90 dành cho bản M5 đời G. Cái điểm khác biệt giữa vô lăng M5 F90 đời G và vô lăng G30 bản 530 2019-2020 là nó có cái rãnh, khe rãnh ở giữa này, và có thêm hai cái nút M1-M2 này, M1-M2 này. Đó. Bản thân thì hai cái nút này sẽ không dùng được khi mà mình lắp trên cái dòng 530 hoặc là dòng xe F10. Về tính năng thì khi mà nâng cấp cái vô lăng M5 F90 thì chúng ta sẽ có thêm tính năng Paddership, lẩy số trên vô lăng. Và có một cái điểm khác biệt là vô lăng này nó sẽ nhìn nó sẽ thể thao hơn, trẻ trung hơn, chất liệu da Lapa cho cảm giác mà cầm lắm chắc chắn hơn. Đó. Và khi mình đánh lái thì nó sẽ thoát lái hơn, bởi vì bản thân thiết kế cái vô lăng đời G này thì nó mang lại cảm giác rất là thể thao, rất là thể thao, và khi mình đổ cua, khi mình đánh lái nó cũng thoát hơn, rất là sang trọng so với cái vô lăng zin theo xe. Thì rõ ràng là nó đẹp hơn, nhiều tính năng hơn. Bản thân cái vô lăng này thì chất liệu là bằng nhựa và bọc giả da, túi khí cũng bằng giả da. Còn đối với vô lăng M5 F90 thì chất liệu bằng da, kể cả túi khí. Túi khí cũng sử dụng chất liệu bằng da xịn luôn, cho cảm giác rất là sang trọng và đẳng cấp. Khi mà mình lên cái vô lăng M5 F90 cho dòng xe cũ của mình ấy, thì không khác gì một chiếc xe G series đời mới. Thay đổi hoàn toàn cảm giác lái, nội thất trong xe để cho mình yêu xe hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với mình qua kênh YouTube hoặc số điện thoại hotline 0961618187. Cảm ơn các bạn.